chuyện Thỏ Trắng Đi Học. Một buổi sáng trời trong xanh, Thỏ Trắng mặc chiếc áo mới tung tăng đến trường. Cậu được mẹ đưa vào lớp của cô giáo Họa Minh. "Mình chào các bạn," Thỏ Trắng vừa nói vừa nhún nhảy đôi chân. "Chào Thỏ Trắng," cả lớp đồng thanh nói. Mẹ Thỏ Trắng gật đầu chào cô giáo rồi vội vã bước ra khỏi lớp. Thỏ Trắng kêu to, "Mẹ đứng lại." Rồi cậu chạy đến, giang hai tay ngăn không cho mẹ đi. Cô giáo Họa Mi đến gần vỗ về Thỏ Trắng. "Nào, mình sẽ cùng mẹ vào lớp để xem các bạn nhảy múa nhé." Cô nhìn mẹ Thỏ Trắng, ra dấu mời bà cùng vào. Thỏ Trắng nhanh nhẹn chạy đến chọn ngay một vị trí ngồi cạnh sắp lô và kéo mẹ cùng ngồi. "Vâng, mời chị ngồi phía sau để xem các cháu học," cô Họa Mi vui vẻ nói. Cô đến bên cây đàn để ở góc phòng, tiếng nhạc nổi lên, các bạn trong lớp say sưa hát và còn cầm tay nhau nhảy múa. Đôi chân Thỏ Trắng nhún theo điệu nhạc, cậu cũng muốn hòa vào các bạn nhưng đôi chân vẫn chưa nghe lời cậu. Bạn Sóc chạy đến rủ Thỏ Trắng, "Mình cũng chơi cùng nhé." Sóc cầm tay Thỏ Trắng đưa ra vòng tròn đến bên các bạn. Thỏ Trắng vừa nhún nhảy vừa hát nho nhỏ và dần hòa nhịp cùng các bạn. Thỏ Trắng cảm thấy rất vui. Ngày thứ hai, Thỏ Trắng rụt rè nhìn vào lớp xem có cô Sóc Lâu không. Khi thấy Sóc Lâu đang chăm một chậu cây cảnh trong lớp, cậu đến gần và nói, "Mình cùng làm nhé." Hai bạn say sưa làm nhiệm vụ trực nhật. Có tiếng kêu, "Thỏ Trắng đâu?" Cậu ngước lên, tay vung vẩy, làm cho chậu cây rơi khỏi kệ và một tiếng xoáng, chậu cảnh bị vỡ rồi. Thỏ Trắng sợ quá khóc òa lên. Cô Họa Mi nghe tiếng khóc liền chạy đến hỏi, "Có chuyện gì thế? Sao Thỏ Trắng lại khóc?" Sóc nói, "Con lỡ tay làm vỡ chậu cây, bạn sợ nên khóc cô ạ." Cô giáo bảo, "Các cháu hãy mang chậu cây ra vườn trồng lại, còn chiếc chậu vỡ cô sẽ mang bỏ đi nhé." Hai bạn nhanh nhẹn cùng nhau làm. Thỏ Trắng nhìn Sóc với đôi mắt ngấn lệ, "Cảm ơn bạn nhé." Chiều về nhà, Thỏ đến bên mẹ và thủ thỉ câu chuyện sáng nay. Mẹ bảo, "Ngày mai con hãy nói với cô giáo điều bí mật này nhé." Thỏ bảo, "Con không dám đâu mẹ ạ." Thỏ mẹ vẫn nhẹ nhàng, "Con phải dũng cảm lên, biết lỗi và nhận lỗi con sẽ tự tin hơn ngay." Sáng hôm sau, Thỏ Trắng đến trường với khuôn mặt non âu. Cậu rụt rè đến bên cô giáo, "Thưa cô, con đã lỡ tay làm vỡ chậu hoa." Cô Họa Mi nhìn Thỏ ngạc nhiên, "Thì ra không phải Sóc Lâu làm vỡ à?" Thỏ Trắng bật khóc, "Là tại con, còn sợ lắm." Cô Họa Mi ôm Thỏ Trắng vào lòng và nói, "Không, con rất ngoan, cô có phần quà này cho con." Thỏ hỏi, "Con được quà ư?" Cô Họa Mi cười và đưa ra một chiếc hộp vuông vắn. Cô bảo, "Thỏ hãy mở ra đi." Thỏ lúng túng, mở mãi chưa được. Sóc Lâu đến bên, "Mình giúp bạn nhé." Sóc mở lắp hộp quà, trong đó có một chiếc chậu xinh xắn. Chúng reo lên, "Thích thật, chúng con sẽ gieo hạt trồng cây cô nhé." Nói rồi, chúng cầm tay nhau chạy ra vườn trường cùng các bạn chăm sóc vườn cây của lớp. Kể từ hôm nay, Thỏ Trắng ngày nào cũng mong ước được đến trường để được học và khám phá bao điều mới lạ. Đến lớp, Thỏ Trắng còn có bạn bè và cô giáo Họa Mi thật đáng yêu. Thỏ Trắng đi học ngoan lắm đấy.